Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tử huyệt của thủ phạm lộ rõ, Tổng Trọng liệu có triệt được hay không? Như tờ Thời báo.d đã đưa tin ở những bản tin trước, người đang nắm trong tay đường dây mua bán vũ khí, đầu mối là một tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những khoản tiền lại quả của các thương vụ mua bán vũ khí không rõ là bao nhiêu, nhưng theo dự đoán của nhiều người, nó là một con số rất khổng lồ trong tổng số tiền hơn 1 tỷ USD đã mua qua. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính càng ngày càng cho thấy ông đang đi theo vết xe đổ của ông Nguyễn Tuấn Dũng. Ngoài đường dây mua bán vũ khí thì ông Chính còn dẫn đầu một nhóm doanh nghiệp sân sau làm dự án sân bay khắp nơi tại Việt Nam. Đây quả là những phép kinh doanh đặc biệt. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hồi tháng 6 năm 2021, ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa, yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng. Mục đích là để dọn đường cho sân bay này nhảy vào đầu tư và gọi vốn. Và hiện nay, dự định cải tạo sân bay quân sự này đang được xem xét cho phép đầu tư. Sân bay Biên Hòa cách sân bay Long Thành không bao xa, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn ủng hộ dự án này. Vào ngày 28 tháng 4, ông Phạm Minh Chính lập tổ nghiên cứu để xem xét chuyển sân bay quân sự Biên Hòa, Đồng Nai và Thành Sơn, Ninh Thuận thành mục đích lưỡng dụng, phục vụ cho cả dân sự. Tổ công tác Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng, thành phần là lãnh đạo các bộ quốc phòng, công an, giao thông, vận tải, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai. Việc nghiên cứu đề xuất lên Thủ tướng hoàn thành trước tháng 9 năm nay. Trước đó, một loạt các địa phương cũng đề xuất bổ sung thêm sân bay mới, gồm cả Cao Bằng, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bạc Liêu và Quảng Trị. Quảng Trị thì nằm giữa Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Nếu được duyệt, sân bay Quảng Trị sẽ cách sân bay Đồng Hới chỉ khoảng có 93 km và cách sân bay Phú Bài cũng chỉ khoảng 88 km. Như vậy, khu vực Bắc miền Trung sẽ có 5 sân bay trên 6 tỉnh gồm Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh ở Nghệ An, Đồng Hới ở Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Bài ở Thừa Thiên Huế. Còn khu vực Nam Trung Bộ tính từ Đà Nẵng đến Phú Yên, gần như tỉnh nào cũng có sân bay với tỷ lệ 5 sân bay trên 8 tỉnh, bao gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai ở Quảng Nam, Quy Nhơn ở Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên, Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là hình ảnh sân bay được chuẩn bị mọc lên như nấm. Lên tiếng với báo chí trong nước, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không Đại học Bách Khoa TP.HCM cho rằng nếu tỉnh nào cũng làm sân bay, mật độ dày đặc thì quá lãng phí vì các tỉnh chỉ cách nhau trung bình có 100 km. Sau khi làn sóng xây tượng đài đã bị dư luận kịch liệt lên án, lúc này lại rộ lên phong trào các tỉnh đua nhau làm sân bay. Trong khi đó, trường học, bệnh viện thì vẫn quá tải và thiếu thốn hết sức nghiêm trọng. Ông Phạm Minh Chính là nhân vật chủ chốt tạo ra phong trào này. Đất nước đang rất khó khăn. Ông Phạm Minh Chính với tư cách là thủ tướng đã và đang ra tay tàn phá nền kinh tế của đất nước theo cách như vậy. Những trò xẻ thịt đất đai để giao cho lợi ích nhóm của ông Phạm Minh Chính đã và đang biến nền kinh tế Việt Nam dần trở nên kiệt quệ như ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm trước đây. Những dự án sân bay có vốn đầu tư rất lớn nên sẽ hút hết nguồn vốn xã hội và làm cho các ngành nghề khác thiếu vốn nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Lê Việt Lam đang đợi quyết định của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư sân bay. Trước đây, ông Nguyễn Tân Dũng đã lập nên các tập đoàn tổng công ty nhà nước làm cho nền kinh tế tan nát và các khoản nợ hàng trăm hàng nghìn tỷ vẫn còn tới nay, thì ông Phạm Minh Chính bây giờ lại đang làm điều tương tự. Nếu để sân bay mọc lên như nấm thì sẽ lãng phí nguồn vốn của xã hội rất lớn, nên ông Tổng cần phải thẳng tay triệt đi những việc làm nguy hại này. Nếu ông Tổng thiếu bằng chứng để khui những đường dây buôn bán vũ khí, thì những dự án xây dựng sân bay ào ạt này hoàn toàn có đủ bằng chứng để ông Tổng xoáy vào. Quan chức nào mà tham tiền thì quan chức đấy rất dễ bị lộ tử huyệt. Nhất là ông Phạm Minh Chính đang cho thấy ông đang tham làm các dự án để làm giàu cho các nhóm lợi ích và bất chấp nền kinh tế đất nước trôi về đâu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nuôi binh 3 năm. Dụng binh 1 giờ, nhóm điệp viên có âm mưu tạo phản ra sao? Thời mà ông Tổng đấu với ông Ba Dũng thì ông Tổng không xem ông Chính là đối thủ
mà chỉ là một anh chàng lính lát của đối thủ không đáng quan tâm. Nếu ông Tổng mà biết ông thủ phạm ghê gớm đến như hiện nay thì ông đã ra tay ngăn ông Tô Hy Dứa kéo Đồng Hương về ban bí thư nắm giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương từ khi đó rồi. Ông Tô Hy Dứa có quan hệ với ông Phạm Minh Chính vì nhóm lợi ích địa phương này. Ông Dứa muốn xây dựng cho thế hệ Thanh Hóa của ông thành một thế lực lớn mạnh, mà muốn được như vậy thì phải nâng đỡ người có triển vọng nhất. Đấy chính là ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính từng nắm Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế của Bộ Công an Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ tướng Công an, làm việc bên ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam. Thời kỳ làm ở Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được ông Nguyễn Tân Dũng và Lê Hồng Anh chiếu cố và nhờ đó mà tiến thân lên rất nhanh. Cũng vì làm trong ngành tình báo đến ông Chính bắt tay với Nguyễn Thanh Nhàn. Rất nhanh và nhanh chóng biến điệp viên này dường như thành một cánh tay của ông từ khi đó. Vì là người làm trong ngành tình báo nên bao nhiêu năm ông Chính nuôi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như là một cái tai mắt trong quân đội không hề mảy may làm cho ông Tổng chú ý. Cho đến khi ông Chính về ban bí thư, ông Tổng cũng không hề phản đối hay ngăn cản gì. Vì ông Tổng nghĩ rằng Phạm Minh Chính chỉ đơn giản là thay thế ông Tô Hy Dứa để thực hiện những nhiệm vụ mà ban bí thư giao cho mà thôi. Thời kỳ ông Chính làm ở ban bí thư tỏ ra là một người thuộc hạ có năng lực. Cho mãi đến gần đại hội lần thứ 13, những vận động của ông Chính đã đưa ông nhảy ngang từ ban bí thư qua nắm chính phủ thì lúc đó đã quá muộn. Khi đó ông Tổng mới thấy rằng đây là nước cờ mà đối thủ chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính đã tính từ trước đó rất lâu. Và lúc đó ông Chính mới tỏ ra là một trụ cạnh tranh với đệ tử ruột của ông Tổng, đó là Vương Đình Huệ, để giành chiếc ghế Tổng Bí Thư vào nhiệm kỳ tới. Một nhà phân tích giấu tên cho Thời giáo chúng tôi biết rằng khi ông Chính ở trong ban bí thư, ông Tổng trọng là ông Chính nuôi quân 3 năm để dụng binh 1 giờ cho ngày quyết định. Ngày đó là ngày chiến với ông Vương Đình Huệ giành chiếc ghế Thủ tướng và cuối cùng ông Chính đã thắng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dường như đã lộ mặt là một điệp viên của Tổng cục 2. Sau cú nhảy ngang từ ban bí thư sang chính phủ thành công, những quân tướng mà ông thủ tướng dần dần đã lộ diện và ông Tổng mới cho điều tra. Và như Thời báo chấm D đã phân tích, nhân vật đó chính là điệp viên quân đội đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Khi ông thủ tướng dùng bà Nhàn, ông biết rằng để hạ được ông thì ông Tổng chỉ có thể tìm cho bằng được bà này, và từ đó khui ra những đầu mối được bà Nhàn chi cho những khoản lãi quả khổng lồ, từ khoản buôn bán hàng tỷ đô la tiền vũ khí. Không có bà Nhàn thì dù biết trong lợi ích nhóm của ông Thủ có chia chác nhưng không có bằng chứng đành chịu. Mối quan hệ lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam vốn rất chằng chịt. Nhóm Nghệ An hiện nay rất mạnh, ông Vương Đình Huệ là người thủ lĩnh. Tuy nhiên, có người trong nhóm Nghệ An đi nước đôi, vừa nghe ông Huệ vừa là tay chân cho ông Thủ tướng, mà nhân vật nước đôi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Vừa có chân trong chính phủ, vừa có chân trong ban bí thư, không biết bà Trà là người của ai. Người ta đang phân tích và theo dõi về trường hợp này. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà bị nghi ngờ là một chính trị gia có nghề, vì bà vẫn sừng sững dù cho Yên Bái vào năm 2016 đã nổ súng, quan chức sát hại lẫn nhau. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà là ai vừa đứng ở ban bí thư lại vừa đứng ở bên chính phủ. Tướng Tư lệnh Quân khu 2 Phùng Sĩ Tấn, giờ làm Phó Tổng Tham mưu trưởng, được cho là người của ông Thủ tướng. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn Trà và ông Phùng Sĩ Tấn đều là người có cách loại khỏi vật cản cản đường tiến thân khá giống với nhau. Nó giống cách của dân điệp viên. Không ai dám chắc hai nhân vật này là điệp viên như bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, theo thời gian người ta nghi ngờ, điệp viên lại có xu hướng muốn tiến thêm vị trí cao nhất trong đảng. Nếu đúng như vậy thì Việt Nam lại khá giống với nước Nga. Khi điệp viên KGB nắm ghế tổng thống và thiết lập quanh ông ta một rừng điệp viên để loại bỏ những đối thủ nào thách thức chiếc ghế của ông ta.